Nhân dịp Tết cổ truyền Nam Thơ May của đồng bào dân tộc Khmer, sáng nay Bộ chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà cho bà con dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn của xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ. Nhân dịp Tết cổ truyền Nam Thơ May, đại tá Phạm Ngọc Quang, chính quỹ Bộ chỉ huy quân sự thành phố chúc mừng năm mới đến với bà con, chúc đồng bào dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền vui tươi, mạnh khỏe và hạnh phúc đồng thời mong muốn đồng bào dân tộc Khmer xã Đồng Thắng nói chung và quyền cờ đỏ nói riêng tiếp tục nêu cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng nhau phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, tạo điều kiện cho kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển. Nhân dịp này, đồng chí chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và xã Đồng Thắng trao 50 xuất quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng để bà con vui xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc.